Rồi xin chào nha anh em. Dịch bệnh thì theo cầu của anh em kêu review riêng từng xe để anh em xem thì cũng làm nha anh em ơi. Xe này tháng đùm quay ớt. Này 2008 nha anh em. 8. Xe này thì xe gốc ở Kiên Giang của em nha anh em. Lốc liếc đẹp lắm ha, cái này bụi thôi. Dân chơi giờ mấy miếng con là biết sao gì nha em. Như nguyên bản nha em. Chưa có tẩy rửa vậy luôn. Xe này được gắn cặp phục phu 1 nha em. Phục kia 1 thuộc loại ca pha. Nhìn sao còn cầm dành còn sáng trưng nha em, thấy không? Sáng trưng không có một mọt ha. Còn hai chìa khóa ghi luôn nha em. Kêu là zin đậm chất mộc à, anh em nhận thấy không, móc cời luôn nha anh em. Con zin à, đúng chất cái con zin nó lại thấy không, không có tẩy rửa gì hết luôn nha anh em. Xe từ gia đình ra mà. Có dĩ nè em ha, 2008 thì bô nó có dĩ rồi. Được hai chìa khóa luôn, cầu cái chìa mới hết biết. Độ bệt nó là khỏi bằng cải nha anh em. Đen xám nha nè. Xe này đúng lạ này, nó có miếng tem bên này nè. Đúng như là miếng lại cho giống bên này vậy. Bạc sơn zin ok lắm ha. Không có bục nổ, chỉ có chạy nhẹ nhẹ thôi. Máy thì nó giờ tuyệt vời rồi. Nên giờ móc nè. Dòng xe này cái dàn bạc xám của nó thì chắc cực kỳ luôn nha anh em. Tới giờ là không hề ấn nữa nè. Dàn sơn lốc của nó, sơn gấp hộp sơn, sơn bạc. À, nó chắc hơn cả cái dàn cùng phân khúc của nó mà của quê Thái anh Trâm á nữa nè. Quê anh Trâm nó mua mấy chiếc nổ chứ. Xe này nó không nổ. Cái này dơ. Máy quá chuẩn. Đầu bò nó phải chỗ vậy nha mấy anh, chứ man chơi dơ dơ mà đầu bò mà trắng trắng đâu có được nha. Về mình xài cái nó xét hết, đầu bò như vậy đó nó mới chuẩn đó.
Rồi, ok. Anh em nào quan tâm thì alo cho phép nha anh em ơi.